lực lượng nhí. Tập phim Lucy Big U. Ôi thầy ơi, nếu chuyện này tiếp tục các cậu sẽ không thể dùng siêu để ít được. Lucy hành động kỳ lạ quá. Do ảnh hưởng của đoàn tấn công hồi thối đó sao? Mình nghĩ là vấn đề về mặt tâm lý. Có chuyện gì xảy ra trước nhiệm vụ của các cậu sao? À, ngay trước khi làm nhiệm vụ thì... Tôi hiểu rồi. Cái đó rất quý giá với thầy rồi. Đúng, cậu ấy gặp rắc rối vì đã làm hư nó. Lucy đã yêu thầy rồi mất rồi. Cái gì? Họ mới gặp hôm nay thôi mà. Và ngày mai, kỳ thực tập của thầy ấy kết thúc, không còn cách nào gặp lại nữa. Nhưng đôi lúc tình yêu bất chấp mọi trình tự mà, Sammy. Như vậy thì không được rồi. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Cô tới rồi, Lucy. Tôi có nhiệm vụ đặc biệt cho cô đây. Biến hình và đi tới khu vực nhiệm vụ ngay đi. Dạ, đã rõ thưa chỉ huy. Chào Đặc vụ Nhí Hồng. Chào thầy Roy. Sao cô lại biết tên tôi vậy? Là vì bạn của tôi biết thầy thôi thầy Roy. Bạn của cô, cô ấy là ai vậy? Đây là Lucy, cậu ấy là một động vật biết nói. Là cô bé đó hả? Xin lỗi anh. Hả? Lucy đã cảm thấy rất tệ sau khi vô ý làm hư tượng của anh. Không sao đâu. Nhờ vậy nên tôi mới gặp được cô mà Đặc vụ Nhí Hồng. Đây là danh dự rất lớn cho tôi. Tôi hy vọng là mình có thể làm được gì đó để xin lỗi thay cho Lucy. Cô nói thật sao? Thật. Vậy thì cô đi với tôi. Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy? Cứ đi với tôi. Vậy đây nè. Một, hai. Chúng ta đang ở đâu vậy? Đây gọi là nơi giải tỏa của tôi. Tôi đã tới đây chán nản khi thất bại trong bài kiểm tra. Sau đó bị người ngoài hành tinh tấn công. Thật ra chuyện đó giống như là một kỳ nghỉ vậy. Tôi muốn nói cho cô biết, cô đã cứu tôi. Đây là cách tôi có được sự can đảm để sống tiếp. Và tôi đã tự hứa mình phải trở thành một thầy giáo giỏi. Nhờ có cô mà tôi đã đi được tới đây. Cô là người hùng của tôi. Ôi, cảm động thật đó. Bản tin nóng trong ngày. Hả? Người ngoài hành tinh đã quay trở lại. Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi. Cố gắng nha. Tôi biết là cô có thể đánh bại bọn họ. Cảm ơn. Tạm biệt ở đây nha thầy Roy. Hắn ta mạnh hơn lần trước rồi. Nhận lấy đi. Không có cửa đâu. Làm tốt lắm Lucy. Gì vậy? Các người không thể đánh bại được ta đâu. Các cậu, chúng ta dùng siêu đĩa X để đánh bại hắn ta đi. Đã rõ. Lucy, chúng ta chỉ có một cơ hội. Cậu có thể làm được đúng không? Ừ, đương nhiên là được. Triệu tập siêu đĩa X. Triệu tập. Điều ơi, cái quái gì vậy? Phượng Hoàng nữa. Anh.
Xenos, xin ngài hãy tiếp thêm sức mạnh cho tôi đi. Lực lượng xe X hành động. Đòn của chúng ta không có tác dụng. Màn phòng vệ của hắn quá mạnh. Hắn đang làm gì vậy? Ôi không, khí ăn mòn đang xâm nhập vào hệ thống của chúng ta. Thiết bị bên trong của chúng ta sẽ bị tổn hại nhanh thôi. Nếu vậy thì chúng ta không thể nào di chuyển được nữa đâu. Không, việc ăn mòn đã bắt đầu rồi. Mình không thể thở được vì khí ga này. Mẹ ơi không, chúng ta không thể bỏ cuộc. Em rất xin lỗi thầy Roy. Em không sao chứ cô nhóc nhỏ? Là nhờ có thầy đó thầy Roy. Cô đã cứu cả cuộc đời tôi. Mình không nghĩ là mình có thể qua được lần này. Cố gắng nha, tôi biết là cô có thể đánh bại bọn họ. Em nghĩ là mình không thể rồi thầy Roy. Cô là một người hùng của tôi. Bảo vệ bất bại của trái đất, đặc vụ lực lượng nhí X Lucy. Ta có thể dùng công lý để đánh bại hành động xấu xa của người. Đó là gì vậy? Cứ nhìn em đây thầy Roy. Em tìm được sức mạnh là nhờ có thầy đó thầy Roy à. Lần này là thầy đã cứu em. Cảm ơn vì mọi thứ thầy đã làm vì tụi em. Cảm ơn thầy. Thầy mới là người nên cảm ơn các em mới phải chứ. Chúc các em mọi điều tốt lành. Đợi một chút. Lucy. Là em. Em đã
nhờ bạn của mình sửa lại cái này cho thầy rồi nè. Cảm ơn em nha, cái này rất tuyệt đó. Tên của bạn em là gì vậy? Dạ là Lucy. Tụi em cùng tên à? Gửi lời cảm ơn giùm thầy nhé. Dạ, chắc chắn là em sẽ nói lại. Ờ, bây giờ thầy phải đi đây. Em bảo trọng nha Lucy. Gửi lời chào của thầy tới Lucy kia nữa. Thầy nhất định sẽ trở thành thầy giáo rất tuyệt vời. Cảm ơn em, thầy sẽ làm hết sức. Tạm biệt nha thầy Roi dễ mến. Lực lượng nhí, tập phim Dark Knight, sát thủ trong bóng tối. Là màu vàng, phải là màu vàng, màu vàng là nhất. Em nói màu đỏ, màu đỏ là số 1. Màu vàng không mà. Màu đỏ. Có chuyện gì vậy? Mình chỉ đang nói cho chị ấy biết màu đỏ là đặc vụ giỏi nhất của biệt đội lực lượng nhí. Không, người giỏi nhất là đặc vụ vàng. Anh ấy không chỉ mạnh mà còn hay giúp người khác nữa. Anh ấy đúng là một người đàn ông đích thực. Chị làm em ngại quá đi à. Màu đỏ chắc chắn là số 1. Chị không thấy đặc vụ đỏ có thể biến thành máy bay chiến đấu hay sao? Chuyện đó đâu có gì to tát đâu chứ. Không đời nào. Theo chú thấy thì đặc vụ hồng mới là giỏi nhất. Cô ấy luôn nghĩ ra những chiến thuật rất hay cho mỗi trận đấu. Nhưng chị thấy màu vàng là số 1. Không, là màu đỏ. Không đúng, là màu hồng. Dừng lại đây. Hả? Hình như mọi người quên mất còn có ai đó rồi thì phải. Là ai? Trong nhóm có một người cực kỳ đỉnh. Người đó không chỉ rất mạnh, còn là người hoàn hảo nhất trong số họ. Hình như đặc vụ siêu nhanh đó. Cũng là người siêu mạnh luôn. Anh ta còn cực kỳ thông minh nữa. Mọi người nói đúng rồi đó. Anh ta chính là đặc vụ đi. Sao họ lại quên có màu xanh nữa chứ? Mọi người làm mình cảm thấy tủi thân quá đây. Màu đen đỉnh thiệt. Chị đã từng được nghe kể về anh ấy. Anh ấy khoác lên bộ giáp đen, lại còn lái chiếc xe màu đen. Anh ấy còn chiến đấu với những kẻ xấu luôn lẩn trốn trong màn đêm. Trời ơi, anh ấy thật tuyệt. Ước gì chị có thể gặp được anh ấy. Em cũng vậy. Chú hy vọng là cậu ấy sẽ tới thành phố Blue này. Vậy màu xanh thì sao? Còn màu xanh mà. Mình nghĩ đặc vụ màu đen này chắc là Ray có đúng không? Ừ, mình nghĩ vậy. Có lệnh triệu tập khẩn cấp. Mình biết rồi, đi thôi. Đây, mọi người nhìn cái này đi. Nhưng đây là cái gì vậy? Nhìn nó giống như cái lồng để nhốt người ta ở bên trong. Để mình phóng to nó ra cho các cậu nha. Trời ơi, đúng là nhà giam rồi. Mà trời đã, có gì ở trong vậy? Chúng ta kìa. Chúng muốn giấu chúng ta lại sao? Bọn chúng có trò khiêu khích như trẻ con. Mình sẽ không để chúng thoát khỏi chuyện này dễ dàng. Vậy thì xuất phát ngay để giải quyết bọn chúng đi. Dạ, chỉ huy trên. Lực lượng nhí is tiến hành. We'll be right back.
Mình sẽ phá nát mô hình nhà giam này ra cho các cậu xem. Vậy thì để mình thử xem. Mình nghĩ đây không phải là những thanh sắt bình thường đâu. Nhưng mà ai và sao lại để ở đây? Những cái lồng đó ta ưu ái dành cho các người. Lực lượng vũ khí X, mình sẽ ngăn cản hắn ta lại. Trời ơi, Max, không thể nào. Sammy. Lucy, ngươi là ai chứ? Ta chính là sát thủ bóng đêm Dark Knight. Ta được yêu cầu là phải loại bỏ các ngươi. Gì hả? Đĩa X, hổ lửa. Ông cái gì vậy? Tạm biệt nha bọn lực lượng nhí ngu ngốc kia. Các người sẽ phải lang thang mãi trong bóng tối của nhiều không gian thứ hai. Đây là tin tức khẩn cấp. Người ngoài hành tinh bí ẩn đã bắt giữ các thành viên của đội lực lượng nhí. Đây là tình huống nguy cấp nhất. Không thể nào. Nếu như không có họ thì ai sẽ là người bảo vệ trái đất, bảo vệ chúng ta đây? Chết rồi, vậy làm sao đây? Nếu bị người ngoài hành tinh tấn công thì làm sao đây? Đang sợ quá. Ta có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực đang tập hợp lại. Mau ra đây đi, tới giờ ăn rồi. Sao lúc nào cũng phải để mình nói nhiều vậy? Mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi ta? Mình biết ở đâu rồi. Chúng tôi đang tập hợp một phần khá lớn nguồn năng lượng tiêu cực trong thời gian lực lượng nhí bị mất tích. Tốt lắm, Đạt Nài. Đây là phần thưởng cho ngươi như ta đã hứa. Đây là viên kim cương không gian 10.000 carat. Nói đi, bốn tên đó là mối ngăn cản duy nhất của ngài trên hành tinh xấu xí này sao? Đúng vậy, nhưng giờ thì không còn ai có thể cản đường bọn ta nữa. Vậy tốt, ta cũng hy vọng đúng là như vậy. Mình mong là chúng đang ở đây, hy vọng là chúng đã không ăn bánh quy trước bữa tối. Các ngươi đang làm gì vậy? Làm ơn các ngươi mau dừng lại đi. Ai sao các ngươi lại? Lũ ngốc, ta thách các ngươi bắt được ta đó. Đồ kim loại xấu xa. Ôi không, Suzy. Sao mà tụi này lì dữ vậy thôi? Mình phải làm gì đây? Hả?
vụ đen mà. Cô có sao không? Ờ, tôi ổn. Hãy tìm chỗ trốn an toàn đi. Cảm ơn. Một người có thể né được thanh kiếm của ta thì nhà ngươi cũng khá đó chi. Bản thân ta là đứa con của bóng đêm nên ta mới có thể cảm nhận được bóng tối trong người. Ngươi mà cũng là người thuộc về bóng tối sao? Vậy thì ta muốn đấu với ngươi một trận ra trò. Ta là Dark Knight. Ta sẽ gặp ngươi đêm nay ở vùng đất trống. Ta là Ray. Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Ta đang rất háo hức mong chờ. Lực lượng nhí, tập phim, lời hứa tan vỡ. Anh ấy sẽ được xuất viện sớm thôi. Cảm ơn mấy đứa đã tới đây thăm chú nha. Chú Dory, tụi con hy vọng là chú sẽ sớm khỏe. Cảm ơn cô. Đi về cẩn thận nha tụi con. Tạm biệt. Dù sao thì đó cũng không phải là tai nạn kinh khủng cho lắm. Đúng rồi, ta đã bắt ngươi. Chú ấy đã bị trượt dưới chuối. Đúng lúc đó lại có một xe tải chạy tới. Chú ấy nên cẩn thận mới đúng. Không được. Không bao giờ. Tommy, ca phẫu thuật này sẽ làm cho chân của con. Con không muốn phẫu thuật đâu. Con đã làm mình mà. Mẹ không nghĩ là lực lượng nhí yêu thích của con cũng sẽ đồng ý với con đâu. Mẹ cứ kêu lực lượng nhí tới đây đi. Con sẽ đồng ý hết cho dù phải phẫu thuật. Đứa nhỏ này hỗn láo quá. Chúng ta không nên dính líu vào. Ôi trời, Von đi đâu rồi? Là đặc vụ xanh kìa. Sao em lại vậy hả Tommy? Chờ một chút sao anh lại biết tên em? Em sợ phải làm phẫu thuật hay sao? Ê, không phải em sợ đâu. Em thật sự không sợ sao? Thì có sợ một chút. Với sự can đảm, em có thể vượt qua bất kỳ nỗi sợ nào trên thế giới. Anh chắc chắn là em sẽ có can đảm, đúng không? Vậy em sẽ dũng cảm phẫu thuật chứ? Hứa đi. Anh cũng sẽ hứa nữa. Người ngoài hành tinh xấu xa tiếp theo mà tụi anh đánh, anh sẽ đánh bại vì em. Có thật vậy không? Đương nhiên rồi. Tạm biệt Tommy. Cảm ơn anh nha. Cậu đã hứa gì với cậu nhóc đó vậy? Tin khẩn cấp, người hành tinh tấn công, các cậu xuất phát ngay đi. Cuộc gọi đúng như những gì cậu đã mong đợi. Cũng đúng lúc thật đó Von. Cứ y như trong phim hoạt hình vậy đó. Không đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đi thôi nào. Lực lượng nhí is tiến thân. Thank you.
Cứ nhìn năng lượng tiêu cực đang tập hợp kia kìa. Chúng ta có bản tin khẩn cấp. Người ngoài hành tinh lại xuất hiện nữa. Gord, Sammy, Max, Lucy, lực lượng ý. Và họ đây rồi. Họ chính là những đặc vụ lực lượng nhí của chúng ta. Lại là mấy tên phá đám đó. Tiêu diệt hết bọn chúng đi. Cho chúng thấy chúng ta có gì đi nào. Xem anh đây, Tommy. Lực lượng nhí đã lần nữa đánh bại được người ngoài hành tinh xấu xa. Vậy mới gọi là lực lượng nhí chứ. Trận đấu này có vẻ quá dễ dàng rồi thì phải. Người ngoài hành tinh mạnh nhất không xuất hiện. Cậu nói đúng rồi đó Sammy. Nè các người, có gì đó mờ ám ở đây. Là thiên thạch sao? Đó là cái gì vậy? Đó là người ngoài hành tinh sao? Lực lượng xe X hành động. Mọi người không sao chứ? Trốn mất một nơi an toàn đi. Cuối cùng cũng được gặp các ngươi rồi, lực lượng nhí. Wow, là người máy lực lượng nhí X kia. Chắc chắn là lực lượng nhí X sẽ chiến thắng một lần nữa. Yên tâm ngồi xem nào các bạn. Đi thôi các cậu. Cú đánh không ảnh hưởng gì hết. Quả tiễn lửa TX bắn. Ôi không, hắn không hề bị thương một chút nào. Vậy thì hãy nhận lấy tên ngoài hành tinh kia. Trời ơi, không thể nào. Hắn ta mạnh quá. Mấy tên nhóc lực lượng nhí hay ba đám kia, nếu mùa gì thất bại cảm thấy sao hả?
chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Các cậu à, dùng toàn lực tấn công nào. Trước. Có tác dụng. Mình nghĩ cái đó có ảnh hưởng chút ít. Được rồi, giờ đánh bại hắn ta thôi. Bơm đi chớp. Bơm. Wow, thật là tuyệt vời. Các ngươi làm ta nhiều quá. Hả? Không thể nào. Động cơ chính của chúng ta đã bị hỏng nặng nề rồi. Được rồi, vậy thì chúng ta phải rút lui thôi. Hắn ta quá mạnh. Ý cậu là chúng ta nên bỏ chạy sao? Không thể đấu bằng cách này được đâu cô nào. Anh cũng sẽ hứa nữa. Người ngoài hành tinh xấu xa tiếp theo mà tụi anh đánh, anh sẽ đánh bại gì em? Mình đã hứa. Mình đã hứa với Tommy rồi. Ủa? Được chuyện vừa xảy ra, lực lượng dí thần hộ mệnh của chúng ta vừa bị người ngoài hành tinh đánh bại. Lực lượng dí đã bị đánh bại rồi sao? Lực lượng dí tập phim kết hợp lực lượng tròn ít. Bọn chúng đã trốn thoát rồi kìa. Vậy thì càng tốt. Cái gì mà tốt chứ? Ý ngu làm sao? Các ngươi đúng là đồ ngu. Hey, người đó ai ngu hả? Nè, ta thấy hắn nó có lý mà. Vậy chứ. Lúc này con người đang tuyệt vọng trước sức mạnh vĩ đại của ta, thì ta đã đánh bại lực lượng gì? Giờ năng lượng tiêu cực đang tập trung rất nhanh. Dù lực lượng nhí có quay lại đi chăng nữa, ta cũng sẽ đánh bại chúng. Sau đó, chúng ta sẽ có thể tích thêm được nhiều năng lượng tiêu cực nữa. Nè con. Thôi đi, lực lượng nhí đã không giữ được lời hứa của họ rồi. Con cũng sẽ không phẫu thuật nữa đâu. Tommy à. Ôi không. Là tới thăm chú nữa sao? Tôi cũng làm chú cảm động quá. Hả? Cái gì vậy? Hả? Chỉ huy ơi, chúng ta không thể đánh bại người ngoài hành tinh bằng người máy lực lượng X hiện tại được. Ông cho chúng tôi người máy mạnh hơn đi. Không thể được rồi. Không. Hả? Xin chào tiến sĩ. Tôi biết có một cách mà. Đúng, chính tiến sĩ đã làm ra lực lượng xe X mà. Có thể ông ấy biết cách làm người máy lực lượng X mạnh hơn. Có cách thật không vậy hả tiến sĩ? Ông mau nói đi tiến sĩ. Năn nỉ ông đó, tiến sĩ Bright. Tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác. Người máy lực lượng ít đi kèm với chức năng kết hợp. Các cậu có thể kết hợp chúng tạo nên lực lượng Tron X siêu mạnh. Lực lượng Tron X.
Đúng là tuyệt vời. Sức mạnh sẽ tăng lên tới 500% lần sau. Với loại sức mạnh này thì đáng để thử lắm. Chúng tôi có thể dùng ngay không thôi chỉ huy? Không. Hệ thống kết hợp vẫn chưa thể hoàn thành. Sao? Có nguy cơ phát sinh những vấn đề không lường trước được. Đúng rồi, thực tế là nó vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng có điều, nó đủ ổn định để có thể đưa ra chiến đấu ngoại trừ vũ khí cuối cùng thôi. Lực lượng nhí đã không giữ được lời hứa của họ. Con cũng sẽ không làm phẫu thuật nữa đâu. Bây giờ không có thời gian để tranh luận nữa đâu mà. Nếu có cơ hội để đánh bại người ngoài hành tinh đó thì tôi sẵn sàng thử. Được. Tôi thấy không còn lựa chọn rồi. Tôi sẽ cho phép kết hợp người máy X. Các cậu cùng xuất phát ngay đi. Dạ, chỉ huy trên. Lực lượng nhí, lực lượng nhí không hề bỏ cuộc. Mẹ tắt tivi đi. Hả? Chỉ huy Chen, ngài mau ra lệnh đi. Kết hợp lực lượng John X được chấp thuận. Bắt đầu. Lực lượng John X kết hợp. Ai biết người máy lực lượng X lại có chức năng bí mật này chứ. Thật sự rất tuyệt vời. Người máy kết hợp mới này sẽ thể hiện trong trận đấu ra sao. Chắc chắn lần này họ sẽ đánh bại người ngoài hành tinh khổng lồ. Đây, mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhận lấy cú đấm John X. Giỏi quá đây. Wow, sức mạnh thực sự đã tăng lên rồi. Ta đã xem đủ rồi, chỉ có điều chúng khóa tôi rồi sao? Bọn chúng mạnh quá rồi. Chúng ta tiếp tục đẩy đi. Được rồi, lực lượng X cú đá quên. Tuyệt vời quá. Mức điên nô bị đánh thê thảm rồi. Sao người máy kết hợp đó mạnh dữ vậy trời? Các ngươi thật sự làm ta nổi điên rồi đó.
Wow, không hề hấn gì luôn. Màn phòng thủ quá tuyệt vời. Chúng ta phải tiếp tục đánh bại hắn một lần và mãi mãi. Được rồi, dùng đòn đó thôi. Vũ khí cuối cùng của lực lượng Tron X, Bom X. Chức năng cuối vẫn chưa được hoàn thành. Như vậy sẽ không sao chứ. Đây là cách duy nhất để đánh bại hắn trong một đòn. Chúng ta cần phải thử thôi. Được. Bom lửa X. Bom. Nạp năng lượng bom lửa X. Còn 30 giây nữa. Cái gì? Nạp năng lượng sao? Chuyện gì xảy ra ở đó vậy? Tự nhiên nó ngừng cử động rồi kìa. Tiến sĩ ơi, đang có chuyện gì vậy? Lúc này bom X vẫn chưa được hoàn hảo. Cần chút thời gian để nạp năng lượng vào. Nó không thể cử động trong lúc đang nạp năng lượng. Big Dino, lên đi! Tiến lên lực lượng nhí! Chúng ta cần phải cố gắng thôi. Nhưng mà đã chạm tới giới hạn rồi. Nó có thể đổ bất cứ lúc nào. Giờ thì ta sẽ tiêu diệt gọn các ngươi. Cố lên, cố lên. Mạnh mẽ lên lực lượng nhí. Đúng rồi, chúng ta không thể thua vì Tommy. Nạp năng lượng hoàn tất, bom X sẵn sàng. Được rồi, bom X. Bắn! Tin được biết đàn đô lại tiêu tục như vậy. Bọn chúng mạnh quá. Chúng là rút lui thôi. Dạ biết rồi. Quang hô, lực lượng nhí đã thắng rồi. Tommy, như anh đã nói, tụi anh thắng rồi. Giờ tới lượt em chiến thắng đó. Tommy, chúc mừng con nha. Dạ con cảm ơn chú. Chú sẽ khỏe lại sớm thôi chú Dory. Tommy, anh nên nói cảm ơn em mới phải. Tụi anh có thể đánh bại người ngoài hành tinh là cũng nhờ có em. Cái này cho chú sao? Dạ. Tại sao vậy? Thật ra thì đặc vụ nhí xanh không phải là nhân vật yêu thích của con. Con thật sự chỉ cuồng nhiệt ba người còn lại mà thôi. Thật ra con muốn được gặp đặc vụ đỏ chứ không phải là xanh. Thằng nhóc có mắt nhìn người đó. Mình không thể tin được. Chuyện này không thể là Lực lượng nhí. Tập phim Ray đối đầu đặc đài. Đến giờ vẫn chưa nhận được phản hồi từ các đặc vụ thưa sếp. Chúng ta nhất định phải tìm được họ bằng mọi giá. Chỉ huy trên. Ray, tôi đã nắm bắt được tình hình, nhưng vẫn phải cần thêm thông tin. Jack Knight là người ngoài hành tinh mà có thể tạo ra cũng như thao túng được cả hai không gian đa chiều theo cách hắn ta muốn. Ở nơi đó có cách nào để thoát ra không? Không gian bóng tối đa chiều do Jack Knight tạo ra. Nếu cậu đánh bại được hắn ta, không gian đó sẽ bị biến mất theo và nhóm lực lượng nhí sẽ thoát được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đánh bại hắn ta ngay trong buổi tối ngày hôm nay. Ngươi là ai? Còn không nhanh lộ diện đi. Ta chỉ thắc mắc sao ngươi còn ở đây thôi. Ngươi có kế hoạch gì hay sao? Vì ta biết lực lượng nhí còn một tên đặc vụ khác nữa.
nhưng ta cũng sẽ tiêu diệt gọn tên đó rồi yêu cầu thêm phần thưởng sau. Trận đấu này chắc chắn sẽ thú vị lắm đi. Nhưng tốt hơn thì các ngươi đừng nên cản đường của ta. Thôi được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Hả? Bọn nhóc vẫn chưa về sao? Nhưng dù vậy con cũng nên ngủ một chút đi Suzy à. Không được, lực lượng nhí biến mất rồi thì bên ngoài nguy hiểm lắm. Vậy mà chúng lại đi đâu chứ? Đến lúc bắt đầu rồi. Được thôi. Ngươi cũng khá đó. Ta đang cảm thấy rất tuyệt khi nhìn thấy tên ngu ngốc nhà ngươi sắp bị tiêu diệt sau trận đấu thú vị này. Ngươi đồng ý chưa? Nghe đây, ta chỉ cố gắng vì nhiệm vụ của mình thôi. Chuyện gì vậy? Để ta cho người thấy sức mạnh thật sự của bóng tối. Nó là gì chứ? Đúng là một trận đấu thú vị. Bây giờ cho phép ta tiễn đưa người tới một không gian bóng tối với bạn của người. Bây giờ là lúc mình phải tập trung phán đoán để tìm ra được hướng tấn công của hắn. Nhận lấy đi. Sao hắn ta có thể để bảo vệ gì đây? Đây là đâu? Mình nghĩ chúng ta thoát được rồi. Ray, tôi không cần phần thưởng gì nữa hết, nhưng hãy cho tôi thêm sức mạnh của bóng tối thưa chủ nhân. Hắn chính là người đã nhốt chúng ta. Chúng ta triệu tập lực lượng xe ít thôi. Đừng, cứ để tên này cho mình. Người mấy Ray X, hành động. Hả?
tiện ma. Đấm đấm lửa. Bình tĩnh, đây mới chỉ là bắt đầu. Quá kiếm ma. Như vậy không được rồi. Mình phải cố gắng hết sức tập trung phán đoán để tìm ra vị trí tấn công của hắn. Vậy để ta xem người né đòn này bằng cách nào. Hơn nữa, tấn công gấp đôi bão xoáy, lực bắn tối đa. Không làm hại được ta đâu. Vì bóng tối của ta là để bảo vệ chính nghĩa. Chính nghĩa là ánh sáng sự sống của đứa con bóng tối nhà ta. Bóng tối của người bảo vệ được ánh sáng sao? Cảm ơn Ray, cậu đã cứu tụi mình. Mình chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Đúng là Ray mà. Lần sau hãy hợp tác với nhau để cho chúng biết chúng ta là ai nào. Cậu phải đi ngay bây giờ sao? Còn nhiều nhiệm vụ khác nữa nên mình phải lên đường ngay. Nhờ đặc vụ đen đã đánh bại người ngoài hành tinh mà biệt đội lực lượng nhí đã trở lại an toàn. Vậy thì tốt rồi. Đứng lại đó. Cả đêm hôm qua mấy em đi đâu vậy hả? Tụi em xin lỗi. Tụi em bị lạc đường nên phải ở cả đêm trong rừng luôn đó chị. Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Vậy mà làm chị lo quá chừng. Đừng bao giờ để chuyện này tái diễn nữa nghe chưa. Ủa? Ồ, Jackie. Lúc nãy ngài Von đã gọi con tới đó. Đúng rồi đó. Tôi đang đợi cậu từ nãy tới giờ. Đi vô đi, nhanh lên. Xin chào các bạn của tôi. Hôm nay chúng ta cần đi tới kết luận thật sự. Ai mới là đặc vụ giỏi nhất của lực lượng nhí. Chuyện mà lần trước chúng ta đã từng nói tới rồi đó. Nhưng mà ai ở đây cũng thừa biết Jackie ngưỡng mộ cậu như thế nào mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời là màu xanh thôi. Trẻ con quá đi. Vậy giờ chúng ta kết thúc buổi tranh luận thôi. Nhưng câu trả lời đã rõ ràng lắm rồi mà. Hả? Vậy nào, 1, 2, 3. Vì cậu ấy đã giúp đỡ bạn bè mình khi họ gặp rắc rối. Còn có thể bay được nữa. Cậu ấy là bóng tối nhưng bảo vệ ánh sáng. Quá đỉnh luôn chứ. Đúng vậy, đặc vụ đen là người tụi em chờ nhất trên đời. Không, cậu cũng vậy hả Jackie?